Xong cổ rút chân rôn chiếc chiếc tí xin hà. Ngày nít cho bác xong lợt dụng sắp hiếp sắp muối một ạc thị bái chạy chun chân rôn chiếc chiếc tí xin đập đối tỏ tử. Nước cứ sắp hiếp sắp có cỏ bái mề mai có sấy cần tí bà rấy có thân nằm. Sắp hiếp sắp nít cho bác xong chơi lại tốt tam mà xong đồng bố rồi bác lục thạch nhan. Hay nâng bọn phụ ôn dương mùi dùm nuốn nơi tì rùm khét cho rùi nhô đôi chìa bọn sổ vết hồng đà ra lục cổ rù sở ri dạ đàm xung chênh bọn phụ ôn dương sạp ngọt nhét đôi tỏ tầy sổ phía sất ní miến bầy khlìa khlìa tì muối có cọ bài đôi bọn phụ ôn dương bạc đằng hơi gửi thà bài để bê lì dương tâm cho anh hơi nữa bởi dân nhân càng nghe ấy dân hô quyên mình toàn phê đại viên nơi khá đau cái thầy rồi mô cái thầy bài nâng tự chia bài cọ hay đào phê về tự chết tự nâng về cọ anh dân hào phá bài cọ bánh trái cho thơ mà đã nẹ ná có đôi rồi mến chẳng hô bài phê nơi khá đau vì bố cái thầy bài nơi khá đau cái thầy dân hô tới về miền ở chia ruộng nó chăng anh chiên người ta dân hộp chỉ muối ấy có chăng anh đây pel bay nơi đây và cứ nghe những đấy ấy bờ sân về dân miền cho bảo vệ cái ca nghe na muối chăng hay dân hộp kia mình toán nó tục bài nó đau từ chết rứa muối nẹt te nó người ta đam bài cho anh 200 dân bảo vệ từ nam nó du pek bon nẹt te nó kia hộp môn từ dân một rồi nó về bài nó vật cọt hay bị từ chết cọt hay là chân hơi chân hộp bài thì cọt từ đó bánh té bài cọt đó bờ xanh chia dương tùm pia du dương tùm pia du mình tính tới cơ về miền dịch cái đại chân bị mọt dân đây đó đại dương hộp tới cái tháo ra chạy thấy đường miền cầm lặng đối chia bài cái đại chân đây đó và nó chia chất từ xa ruộng cái thay nẹt ná cái đôi cái chồng hộp bài cái đại ngõ nó bánh té đời đời xa miền cả này khá dương mô mình toàn tìm rưu muối có rồi với cái ca nghe na muối chứng đấy nơi tên cái thao bộ bài tới nơi tệ bài cọt chứ tới nó dân hô bài cọt tới nó luộc bạc thà có bài đây nó bởi xin là dân hô tới dân tùm bia du tứ anh nó gồm miên phiếp có khả đau nó còn ngọt chứ nó còn bài đấy để dân hô tới có chạy thấy miên cầm lặng đổi thực nìa vì chia chiên là dân miên bài khá đại thấy dân mình hụt ở nông nguyên nơi đại khá liên tại đại lúc hóa dưới nơi đại khá liên tại đại thấy cầm lặng dưới về chốc thom thoi tôi tạm nâng đại nhưng chuông cao tới nhỏ đại nhỏ chương chết bởi sân dì dưới miền y hụt miền bài cọt hụt nữa. Chẳng hãy lúc thà cọt của bài đây nâng dân hụt tư còn một cảnh y đó khá liên tì pì mê mái có sầy đối bọn phụ dân bạn đừng hơi thà mề mái cứ chia sợi trái để miếng ta đầy hời hơi ta đầy nó sẽ lắc rư có lên lẹt nìa nó dân hào thá mề mái vậy mề mái tôi bay miên côn hơi có đói rư muối mình toán miên côn có đói ôi ta miên ta đầy mà đoạn hơi nó nhé nó dân hào thá mề mái ơi hãy bảo bảo với dân hào thá buộc mai bằng đây dân nông tin cái gì mình chỉ sợi là mề mái ca bích mình nuốt tu tư nữa nè na cái chẳng đây pê đề rô propon pro pê chẳng rô propon nó cứ tay tay mưa côn của mầm ni mưa côn của mầm nó tan ni mưa côn của mầm nó sọc nu sọc nia sọc ai chẳng tư tổ chuôn pưng pè kê ở chui phơi miền lại con bên tay miền cả này khá dân rô về mình bàn à cái lại để dân pin chặt đó nhá tổ chuôn kê mình pro gì cái nhé chẳng thấy thêm mấy cái ơi với bởi khi mình tin chặt thay luôn anh chẳng thấy pel khác để dân rô bàn nó dân ca khi tư côn cầm bấm khi tư hay bởi dân rô mình bàn tế khi mì mai na để pin chặt dân khi tha miền tây mì mai thế nè nắng kỳ chui chặt dân còn bờ nắng kỳ chặt bài chặt chơi chắc nắng bờ rô cầm bấm bàn nó mì mai có bàn đây có chết sợi đây nắng lục thành chân nè bên tay chỉ ca tít nè mề mại nó nghe, còn tại bắt bong nơi phía bờ để sát bờ đông chuôn cá mề mại nó cứ chia mình nu, đây là cái riệp trong cái sầm bay,
mong pi ấy mong pi thà cọt nó chậm tè miền vị nó không chiên bởi sao đi dân tiệp tiệp buộc cả mầm bởi dân tiệp tiệp cả nơi cả mầm mới chấn chẳng cái bàn long cắt nơi chỉ bảo phía đây bảo phân nông phong tự chuôn nạc lãng thì chê riêp trăm tè sầm bén chê rô si chê thay toàn khôn chơi nó khi tha tự chuôn thì chê là anh chê tục đắc ở quê ở quán nó không cứ xa nữa. Anh chẳng thấy nạc lãng thì nó thêm đèn miên chi bảo phía thu thiết nó. Anh chẳng thấy bờ sân kia dân rô của mẫu mình bàn tế là nó khuyên tham mì mai nó đầy dân pinh chất thấy kê bà ruông thả lãnh dương đến là nó có bây ca thịt từ nó. Dân công bật canh tha kê nâng mì mai miên phát đây hơi ơi bà ốc thiếp bò rồi sốt ơi ơi dây cháu có đôi à nó dân dễ tha cầm mỏng tôi mà cha rây nó về tử hơi bánh té đạp đây là cái nè mì mai nó về bạch về phát tì nâng à nó về chân miễn bánh té xuống bay cầm mỏng cả đói về ban tay bò thì sốt pin rồi buồn tế đạp pin để dân rồi nơi chỉ mùi khi nè rồi mong cứ ở phía bò thì sốt thôi mà tao mình buồn tì bánh té đã rồi mong nó thì chưa đi vô à khuất nó phía rồi nơi à ca che thân nặng nó mà ca che cả rút khi nè nè đây một con che cả rút khi nè tôi vinh tâm mau che tục đắc ở vẻ ở vảnh nước nông che sầm bén che riệp trăm bởi sinh nhà miên côn nên người ta che riệp trăm côn cháu che ơi sầm át bát che o phun côn cháu nó khai tới chỉ côn lọ che tục đắc ở vẻ ở vảnh nước nông cua xa che rùa si chứ anh là khắc kỳ bậc cái đó mì mai khắc người ta bậc cái nông ca rùa si đó anh chẳng thấy dứt khơi tha bây giờ mình bên gặp mỏm bên pan té xa chuột nâng cái dây chạy thao tha mì mai khlấm nữa đấy mì mai khlấm cứ mì mai đè phủ cay cái đồng ca rô xí thấy nâng miến trọp sầm bạch dây chạy thao tha mì mai khlấm cái lúc tha hay còn bật canh ấy bờ mì mai coi chạy sợi đấy nâng bởi dân khơi tha tự khnía tự đong tự play khnía nâng ca ban ca tây nè khlía tì bầy cần tới bà rấy còn thằng nằm chạy thao mà đá dương đi thay dương men thằng nằm mà cảnh chọp nhăng nẹt để chuột bà rấy nữa dân miền thanh nam cái chọc nó dân hụt bà rịa mò phím dân cột đặt lên tới dân bự từ nãy dân bự tay dân chuột chuột từ hay dân chầu đầu bàn tay là mà nó cứ tha nồng luôn dân cứ tha về bây giờ dân chuột chẳng tới vợ à thiệt nhiên á đại dân đi giặt liền bà rịa đại dân chuột tới vợ bạc liền từ bàn tay nó miền cảnh này khá đại dân đi tha từ từ sài chân cả đam chân từ sài rồi mới gọi từ chăm ra bằng kia chẳng đó đấy là bà rây bị dấn với thật tức bình tức oa tớ vừa oa y tử tìm bách rùa cần tùy bà rây vinh lúc tha cần tùy bà rây coi chia bà rây đấy cần tùy chứ coi chia bà rây đấy ca tích bình tín á bà rây để dân hô chinh mô bi kinh cọc á dân chuộc minh là buồn á vì bà dân tam bị phía tới đúng vì mình ngăn đôi chia bị bè cả đỡ mô cần tùy đi mô bi mấy mô bi bị bè cả đỡ mô cần tùy nữa á cái tha bà rẫy nó cứ bị chinh cho nó ban chân cái tha bị chinh cho mà chân thấy đó pì pè đã mò cần tùy nó để chẳng à cần tùy bà rẫy nó dân cà bịch nó dân hộ dân chuột tự nó quên đâu ngang chiên cần bà rẫy pì khẳng đơn chứ bên té chợ thăm đã dân chợ anh tề tha thấy mình chọc tê mình chuột tê cần tùy bà rẫy đi tha về về miền lạc nó đi về dập ấy chẳng à dân rồi cần tùy bà rẫy chuột chẳng bên cà bịch mình đến cần tùy bà rẫy thế chia cái lấy để chăng anh đây và hãy luộc vậy thôi cần tùy bà rấy cần tùy nó coi chia thằng nam đây cần tùy bà rấy coi chia thằng nam đây nên những chuột ban chuột tây là mấy cầm ỏi về nhiên cầm ỏi về và bạc tròn mình luôn bởi dân cầm phụ nhiên thấy dân rồi ấy chuột mình bán thế nên dân thuê cá mình bán tê nơi mình nâng tê đó rồi tiền sắt nó miền đình chân hiện bát xùm xong mình chặt tay trầm này nên xong tay nó cũng chụp vào bóng ôn dư nên ọc nghĩa để bạn không đặt nhóm ạc bài và xong chụp liệt liệt.